Chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt và tôi là Bùi Huy. Rất nhiều khách hàng nhắn tin cho tôi bảo là tôi hãy lên những cái clip về tủ lạnh đi, giới thiệu về những cái sản phẩm về tủ lạnh. Thế nhưng mà cũng chia sẻ với các bạn là trong 6 tháng vừa qua thì sản phẩm tủ lạnh không có hàng đẹp về. Chính vì vậy nên là tôi không quay clip và đến ngày hôm nay thì bắt đầu tủ lạnh và máy lọc nước tạo kiềm mới về được những cái sản phẩm hàng mua đấu giá đẹp. Thì ở clip này tôi sẽ lên cho các bạn những cái mẫu tủ lạnh và máy lọc nước tạo kiềm hàng mua đấu giá đẹp như mới. Tủ lạnh thì là hàng đã qua sử dụng, thế nhưng mà hàng chất mua đấu giá nên là nó vẫn còn rất là đẹp. Ở trước mắt chúng ta là những cái mẫu tủ lạnh mặt sơn và mặt kính mà nhiều tháng qua chúng ta không thấy nó ở thị trường nữa. Vì là nhiều tháng vừa qua như tôi chia sẻ là tủ lạnh hàng đẹp không về được. Thì bây giờ bắt đầu nó về được rồi. Thì tất cả những khách hàng đã đặt hàng hoặc là đang đợi hàng tại kho hàng Nhật Bùi Huy thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại là 0966 937 999 hoặc là gọi vào số 0981 675 999 để chúng ta nhận mẫu và nhận báo giá từng sản phẩm. Tôi sẽ quay qua một lượt cho các bạn xem. Đây là những mẫu tủ lạnh mặt sơn và mặt kính rất là đẹp, đủ hết các thương hiệu như là Hitachi, Panasonic, Mitsubishi, rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem chi tiết từng mẫu vì là hàng mua đấu giá nên nó có một cái đặc điểm chung là chất lượng tốt, chất hàng rất là đẹp. Hơi chật thì các bạn chịu khó xem gần một chút. Đây là con Panasonic bản đầy đủ, nó có đủ tính năng, ví dụ như là diệt khuẩn khử mùi bằng nano hay là cảm biến để tiết kiệm điện, bảo quản đồ ăn tốt hơn là công nghệ cảm biến Ecolavi. Đây là một cái chân để che chân ở bên dưới. Một cái đặc điểm chung là nội thất của nó rất là trắng, đẹp và mới. Đây là tôi chưa cắm điện vì hàng mới về. Đây là một con Panasonic mặt nhôm phay. Các bạn nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Bảng điều khiển hiển thị bên ngoài, hệ thống cảm biến Ecolavi, cảm biến thông minh và diệt khuẩn bằng nano. Đó. Đây cũng là một con Panasonic màu mận chín. Một con Panasonic màu mận chín. Dòng này nó cũng bảng hiển thị bên ngoài, cũng có cảm biến Ecolavi. Các bạn nhìn này, nội thất rất đẹp đúng không ạ? Con này là 550 lít. 550 lít cũng là một cái dung tích mà chúng ta dùng thoải mái cho gia đình, nhà chúng ta khoảng 6-7 người. Đây là một con Toshiba mặt kính. Con Toshiba mặt kính này thì là nó là bản cao cấp của Toshiba, sản xuất năm 2019. Con này có màn hình cảm ứng bên ngoài, có cửa mở điện trợ lực. Vì là hàng mới về nên là tôi cũng chưa cắm. Có ngăn cấp bông mềm. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại kho hàng Nhật Shop Fresh sau địa số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Đây là một con tủ Mitsu. Mitsu vân gỗ, màn hình cảm ứng ngoài. Đó. Cái này thì tôi sẽ có clip hướng dẫn chi tiết về các bạn sử dụng rất là đơn giản thôi. Con này thì là nó về trước một hôm nên tôi đã cắm điện rồi. Các bạn nhìn đấy, một cái đặc điểm chung là nó rất là mới đúng không ạ? Rất là mới. Đây là một con Hitachi. Một số mẫu thì vừa về khách đã đến đặt luôn rồi. Đây là những cái khách đã mua là tôi đã ghi số điện thoại của khách ở trên này rồi. Đây là một con Hitachi 670 lít. Mặt kính. À, chúng ta nhìn thấy nhau cái nhỉ. Đó. Trước thì tôi quay, tôi hay để dọc điện thoại đấy, nhưng mà rất nhiều khách hàng có gọi điện để tham gia là lên để ngang điện thoại thì nhìn sẽ dễ hơn. Tôi cũng để ngang cái điện thoại. Đó, đây là một con của Hitachi, mặt kính 670 lít. Con này có màn hình cảm ứng ngoài này, có cửa mở điện trợ lực này, hút trên không này,
170 lít nên là siêu to khổng lồ các bạn nhé. Chiều ngang là 82 cm. Đây là một cái chân này. Đó. Vì nó là hàng mua đấu giá nó đủ hết phụ kiện này. Phiếu bảo hành ABC đủ hết. Đây là một con Hitachi. Hàng dùng lướt đời 2021 này, à 2020 này. Mặt kính nhưng mà lại nó lại là màu nâu cà phê. Nhìn chất cái biết ngay đúng không ạ? Siêu mới luôn. Không có gì để bàn cãi cả. Nhà hàng thì vẫn còn nữa nhá. Đây là tôi chỉ có quay qua các bạn xem thôi. Vẫn còn nhiều nữa. Nên các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho tôi. Số điện thoại 0966 937 999. 0966 937 999. Hoặc 0981 675 999. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái mẫu máy lọc không khí, máy hút ẩm. Rất nhiều đúng không ạ? Rất nhiều máy lọc không khí và máy hút ẩm. Máy lọc nước tạo kiềm. Máy lọc nước tạo kiềm là một cái sản phẩm mà rất là tốt, liên quan đến sức khỏe của chúng ta. Vì nguồn nước là chúng ta uống hàng ngày, nó là một cái thứ không thể thiếu được. Thành ra là những sản phẩm này là tôi rất là cẩn thận, kỹ càng trong vấn đề là chọn máy để bán ra thị trường. Và nó hoàn toàn 100% là những cái sản phẩm mà mua đấu giá hàng dùng lướt hoặc hàng mới nguyên thùng. Chứ tôi không bán hàng bãi. Với những cái máy mà liên quan đến sức khỏe nó quan trọng như thế này thì chúng ta nên dùng máy hàng mua đấu giá, hàng dùng lướt, hoặc nên mua hàng mới nguyên thùng. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ cố gắng lựa chọn được những cái máy hàng dùng lướt như thế này. Nó mới lên 99% và bộ lọc của nó là mới 100%, trong khi đó chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Có cái những sản phẩm hàng dùng lướt như này thì nó không có nhiều. Đa số là về chúng ta phải mông má. Đấy, với công nghệ mông thì rất là cao nên là kể cả thợ mới vào nghề cũng không biết là mông luôn các bạn nhé. Đấy, hàng riêng máy lọc nước tôi bán này tôi cam kết về vấn đề đấy. Các bạn kể cả dùng 1-2 năm rồi phát hiện ra mông có thể trả lại hàng, lấy lại tiền. Đó. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi để được tư vấn về máy lọc nước tạo kiềm. Số điện thoại là 0966 937 999. Ngoài ra thì đợt này còn về được rất nhiều những cái sản phẩm khác. Ví dụ như là điều hòa VIP này. Đó. Máy rửa bát này. Hàng mua đấu giá các bạn nhé. Hàng mua đấu giá rất mới, chứ không phải hàng bãi. Các bạn nhìn này, nó đẹp như một cái máy mới luôn. Và chúng ta không cần phải tẩy rửa gì cả. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp tại số 12 ngõ 24 đường Hoàng Quốc Việt. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau.